Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại Kusut Review. Hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một bộ phim zombie của Nhật Bản. Vừa hại vừa kinh dị, mà nói chung phim Nhật là thấy thích xem rồi phải không anh em? Cùng đi đến với nội dung của Quay Chúa Chết nào. Chàng trai này đã hóa zombie và đang tấn công người yêu mình. Cầm rìu trong tay nhưng không lỡ làm bạn trai tổn thương, cuối cùng cô bị cắn trợn mắt lên. Cắt cắt cắt. Diễn như con kẹt. Một cảnh phim quay đến 42 lần. Ông đạo diễn điên tiết lao tới đẩy văng nam chính ra rồi bắt đầu gầm gừ nữ chính Aika. Cô đang đối mặt với tử thần đấy, cô cảm nhận được điều đó không? Trước những lời chỉ trích, Aika chỉ biết gật đầu vâng dạ. Đạo diễn giận dữ thật sự, ông gào vào mặt Aika. Cô có biết vì sao cô không làm được không? Vì cô thảo vãi trưởng. Cô định đi bán mai cả đời à? Vừa nói ông vừa dẫy lên đành đạch. Nam chính đến can ngăn cũng bị đạo diễn tát cho cái xanh mặt. Đừng ngắt lời tao. Thấy chồng có vẻ mất kiểm soát, bà vợ chạy đến nói họ tạm nghỉ giải lao. Mặt đạo diễn như đứa trẻ giận dỗi bỏ đi. Theo kịch bản JV thì bà vợ đi theo an ủi đấy, nhưng đây là phim nghiêm túc anh em nhé. Nam chính tiến đến động viên Aika. Cha đạo diễn bị điên, điên vãi luôn. Em diễn tốt lắm, kệ thằng cha đó đi. Aika muốn nam chính rèn thêm cho cô ấy khả năng diễn, lập tức mặt anh ta tỏ vẻ hớn hở. Tối mình gặp nhau được không? Aika gật đầu đồng ý. Anh mong được tắm chung quá. Ôi mai chúa, cái thằng cơ hội đến thế là cùng. Harumi bắt đầu hóa trang lại cho Aika để thực hiện lại cảnh quay lần thứ 43. Bà cũng động viên nữ chính và mong cô cố gắng. Chồng bà vì làm bộ phim này mà cắm cả nhà, nợ dí sát đít rồi nên mới căng thẳng thế. Nghe vậy Aika liền đứng lên muốn tập luôn, nhưng mọi người khuyên cô hãy nghỉ ngơi trước đã. Nam chính khen đạo diễn chọn địa điểm quay giỏi, chỗ này cảm giác rùng rợn rất thích hợp để quay kinh dị. Harumi ngay lập tức thể hiện sở trường buôn dưa lê luôn có lãi của mình. Lại đây chị kể cho nghe, nơi này từng là nơi quân đội Nhật thực hiện thí nghiệm trên con người đấy. Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa sổ làm cả ba giật bắn người. Bên ngoài anh cận đang chuẩn bị châm điếu thuốc thì ông chú trong đoàn mắt trắng dã, máu me đầy mình xuất hiện. Vãi cả linh hồn, anh dọa em à, cậu cận trách. Ông ta không nói năng gì cắn một miếng ngay cổ anh cận. Tiếng hét thất thanh, một cánh tay văng vào trong làm ba người chạy té đái. Vợ đạo diễn lom dom đi tới, đạo cụ diễn của đoàn phải không nhỉ? Nam chính cũng trầm trồ, đỉnh vãi giống y thật luôn. Bỗng anh cận đi vào cụt mất tay phải ngã lăn ra. Nam chính đỡ lấy anh khen tấm tắc thằng này giả chết đỉnh hơn cả mình. Thấy thằng bạn có vẻ nhây, anh vỗ vai gọi, vợ đạo diễn cũng tiến đến. Bỗng bà giật mình chạy ra hét lên. Nó cụt thật, nó cụt tay thật kìa. Nam chính cũng hốt hoảng bò ra. Nó chết rồi, chết thật đó. Đúng lúc này con zombie tiến vào tấn công Aika. Nam chính lấy đạo cụ dùng hết sức đẩy nó ra ngoài rồi đóng cửa. Lúc này thì cả bọn đái ra quần thật rồi. Cận cũng đã biến thành zombie lao đến. Nó muốn lấy lại cánh tay đã làm rơi. Vợ đạo diễn ném cho Aika, ngay lập tức cô ném nó cho nam chính. Cận đuổi nam chính chạy thục mạng trong nhà máy nước. Cũng may anh nhanh trí, mở cửa và ném cánh tay ra ngoài thành công dụ zombie cận. Cả ba còn chưa trấn tĩnh thì đạo diễn xuất hiện đằng sau với chiếc máy quay. Ông làm gì đó? Mù à? Tao đang quay phim. Nghe đạo diễn nói vậy nam chính tức điên lên lao tới. Chết đến đít rồi còn quay cái gì? Đạo diễn hét lớn, giờ tụi mày mới nhập vai nè, cái này mới là cảm xúc thật đó. Còn đang cãi nhau thì ông chú đội khăn muốn ra ngoài, cả bọn cố ngăn lại. Nhưng ông ta bị Tào Tháo đuổi phải ra thôi. Và rồi bên ngoài vọng lại chỉ là tiếng hét. Nam chính muốn gọi điện cầu cứu nhưng ở đây không có sóng. Tiếng đập cửa dồn dập kêu cứu, là tôi đây, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Hai người mở cửa, vợ đạo diễn thủ thế. Ông đạo diễn chơi lớn, bắt một con zombie thả vào làm diễn viên. Nó đảo qua hết người này người kia. Bà vợ cầm chiếc rìu chém một nhát dứt khoát, máu văng tung tóe. Ông đạo diễn đang hào hứng quay thì bị nam chính cho một gậy. Harumi kêu bọn trẻ ra xe để rời khỏi đây. Ba người bắt đầu chạy, thằng quay phim vừa đuổi vừa lau kính. Ba người thành công lên xe, nhưng chìa khóa đâu mất rồi. Cận đột nhiên xuất hiện tấn công Aika. Cô cố gắng đạp vào mồm cận, sau đó cô lấy chiếc túi có chìa khóa xe. Zombie cận vùng dậy đuổi theo. Aika chạy qua cánh đồng xuống một đường hầm. Vừa chạy cô vừa la, giọng thở gấp gáp. A, đừng mà. Đầu bên này lại một con zombie khác xuất hiện. Aika hốt hoảng quay đầu,
lúc này nam chính xuất hiện dắt tay cô bỏ trốn. Họ thành công ra khỏi đường hầm, zombie cận vẫn miệt mài đuổi theo. Chị Nao mở cửa cho hai người vào nhà máy nước, họ ôm nhau thở dốc. Aika phát hiện ra chân bị thương liền lấy tay che lại. Cô bị cắn rồi à? Chị Nao đã phát hiện ra. Chị cầm cái rìu lên, mặt chị trông đáng sợ vãi xít. Rồi chị nhắm Aika chị bổ. Nam chính lao ra cản lại, Aika sợ hãi bỏ chạy. Vừa ra ngoài cô lại gặp ngay con zombie đang múa võ. Đen cho bọn này gặp đúng chị Nao đai đen thái cực cước, mỗi con một đá bọn chúng lăn hết. Sợ nữ chính chết thì lấy ai đóng tiếp bộ phim ông đạo diễn liền ngăn cản. Nhưng rồi một sút dập chuối lão chồng, chị Nao tiếp tục truy sát Aika lên mái nhà. Nam chính đến căn ngăn nhưng bị chị bẻ tay khống chế, đạo diễn chuyển cảnh sang Aika. Lúc này cô kêu như chưa bao giờ được kêu, tay bám cổ sắt, đít chổng bu, đứng lên ngồi xuống mồm há hốc. Trông không khác gì mấy bà đi đẻ. Nam chính chạy đến trấn an nhưng vì sợ mình đã bị nhiễm, Aika đẩy anh ra, thế nào đẩy mạnh quá nam chính rơi khỏi tầng nhà. Cô tập tĩnh đi xuống, một cái xác rồi hai cái xác, chúng làm cô sợ hãi đến tột độ. Vào nhà kho xem vết thương, Aika mới vui mừng nhận ra đó chỉ là vết máu khô. Cô thận trọng ra ngoài cầm một chiếc rìu chạy đến chỗ nam chính. Với chiếc chân đau, Aika cố gắng trèo lên những bậc thang. Ken ơi, cô cất giọng gọi nghẹn ngào. Anh quay lại mặt mày đầy máu, hai tay với lấy Aika. Có vẻ như nam chính cũng đã bị biến thành zombie rồi. Anh liên tục tiến tới, Aika cầm rìu trong tay nhưng không thể động thủ. Ken ơi, tỉnh lại đi, em đây mà vả rồi sau câu nói em yêu anh. Cô chặt bay đầu Ken Chan. Như phát điên, Aika bắt đầu đuổi đạo diễn chạy te khói rồi cô bổ rất nhịp nhàng, máu văng tung tóe. Cô thất thểu bước đi, gương mặt thất thần. Câu chuyện bắt đầu từ một tháng trước khi đạo diễn tài ba của chúng ta được giới thiệu cho một nhà sản xuất phim khá nổi tiếng. Phương châm làm việc của anh là gì? Người đại diện Yoshiko cất tiếng hỏi. Dạ ngon bổ rẻ, ông đạo diễn nhanh nhẩu trả lời. Với gương mặt tấu hài bà cười thích thú. Họ muốn hợp tác với ông để làm một bộ phim về chủ đề sắc sống. Bà thím bắt đầu nói về nội dung bộ phim và quan trọng nhất phải quay oan sọt. Đạo diễn há hốc mồm. Thế này cụ tổ của khoai, bấm máy một lần quay hết cả bộ phim thì làm kiểu gì? Chốt lại là phim về sắc sống, phát trực tiếp và quay một cảnh. Đạo diễn tài ba cười như điên dại. Các người đùa vui thật, ai mà làm được mấy thứ nhảm lình ấy chứ? Nhưng bà thím tỏ vẻ rất nghiêm túc, anh có muốn thử sức không? Bác đạo đưa người về đến nhà tâm sự với vợ. Bà ấy bảo biết ngay anh không dám nhận mà. Sau đó bảo bác đạo đi dình con gái, bởi hôm nay là ngày đầu con bé ra phim trường. Đó là một buổi tồi tệ với cô. Buồn bã bực bội, cô ném bố mình rồi bỏ đi. Tối hôm đó cả nhà xem tivi, con bác đạo có vẻ thần tượng một anh chàng diễn viên điển trai. Cô tỏ ra rất thích thú khi anh ta nói rằng mình sắp tham gia một bộ phim chủ đề về sắc sống. Thế là bác đạo quyết định sẽ nhận làm bộ phim và lấy tựa đề Một Nhát Chết Luôn. Bên công ty giải trí đã lập ekip chuẩn bị quay. Buổi đầu có vẻ không thuận lợi khi bà trợ lý mang theo đứa con nhỏ, nó quấy khóc khiến bác đạo ngán ngẩm. Nam chính thì cãi đạo diễn, zombie có não đâu mà dùng rìu. Mọi người thi nhau dỗ đứa bé. Ông quay phim thì 3.000 rượu cúng rồi ngồi gật gù. Những ngày sau ông vẫn cố gắng giải thích kịch bản cho cả đoàn, rồi họ bắt đầu bấm máy. Ở nhà cô con gái đang động viên vợ bác đạo quay trở lại nghề diễn. Bà chỉ cười rồi đi vào rửa bát. Ngày hôm sau tại phim trường, hết nam chính nam phụ rồi nữ chính gặp đạo diễn đòi sửa kịch bản theo sở thích của mình. Đạo diễn cay đắng gật đầu. Nhìn cái đoàn phim chết tiệt này đi, bác đạo chỉ biết nhăn mặt. Ông quay phim đến động viên. Đoàn phim toàn bọn khùng nhỉ. Ông nhìn lại mình đi, bác đạo trả lời. Xin lỗi chuyện hôm trước, tôi bỏ rượu rồi. Nghe Mendebu nói vậy bác đạo cảm thấy vui phần nào. Đưa ra tấm ảnh ông ta thật tâm chia sẻ. Con gái tôi đó mỗi lần quá chén, tôi lại nhìn hình nó. Là tôi dừng uống ngay. Bác đạo cảm giác cạn lời. Nhưng hai người có cùng tâm sự, họ đều muốn làm gì đó cho con gái tự hào. Nhìn ảnh con bác đạo uống rượu, bác đạo khóc. Bà vợ chạy sang động viên tinh thần. Ngày hôm sau bác đạo dẫn vợ và con gái đến trường quay, mục đích là để con bé ngắm thần tượng của nó. Người của đoàn phim đến muộn, họ báo về là gặp tai nạn nhẹ trên đường. Buổi phát trực tiếp sắp bắt đầu, bọn họ buộc phải tìm diễn viên thay thế. Đầu tiên vai nam do bác đạo đảm nhiệm, vai nữ thì mau tính cử mẹ mình. Ở nhà bà đã đọc hàng trăm lần và thuộc kịch bản.
Thế là cuối cùng nhà sản xuất cũng quyết định để họ thay vai, mọi thứ thực hiện đúng kế hoạch. Nam chính thấy vậy bắt đầu chằng quầy, đòi bỏ vai. Bắc Đạo năn nỉ muốn đứt cả lưỡi. Ông phụ trách âm thanh thì ra ngoài do Tào Tháo đuổi, ông quay phim thì tay run cầm cập do vừa uống rượu. Giờ quay đã đến mọi người bắt đầu vào vị trí, thời gian đếm ngược kết thúc chúng ta có những cảnh ở đầu phim. Bác Đạo lúc này được đóng vai ông đạo diễn, ông tha hồ xả giận lên diễn viên, xuất sắc quá nhập tâm, thậm chí câu thoại còn không có trong kịch bản. Nhà sản xuất dành cho ông những lời có cánh. Bác quay phim nhân lúc đang say rượu được hóa trang luôn thành zombie nhưng ông ta lại lăn ra ngủ mất. Anh cận thì bị Menabu nôn vào mặt nên biểu cảm sợ hãi rất đạt. Anh vừa khóc vừa mang phục trang rồi chạy vào diễn tiếp. Mọi người vẫn đang cố gắng đánh thức ông quay phim dậy mà không làm mất lớp hóa trang. Chứ không thì chỉ dúi đầu lão này vào chậu nước. Đạo diễn cố gắng nâng ông ta lên rồi ấn đầu vào cửa. Lại đến vai đạo diễn, ông liền cầm máy quay chạy vào. Anh quấn khăn bị Tào Tháo đuổi cũng tạo lên những phản ứng rất thật. Mọi thứ hiện lên màn hình vô cùng sống động. Nhưng bên kỹ thuật thấy mọi thứ không theo kịch bản, rất rời rạc nên họ định tắt máy. Con gái Bác Đạo chạy vào, cô ấy báo cho diễn viên đến cảnh tiếp theo. Một tờ giấy được lật lên, diễn cảnh dò sóng điện thoại ấy. Ở ngoài thì vừa ị vừa hóa trang, mọi việc gấp lắm rồi. Ông bác quay phim lại tiếp tục được dựng dậy, mau thay bố chỉ đạo mọi thứ, tất cả phối hợp rất nhịp nhàng. Cả đoàn đến chỗ ô tô, người quay người giữ, người hóa trang nhanh chóng trở ra. Thằng quay ngã lộn nhào đành phải nằm im tránh góc quay khác. Diễn viên chính lại bắt nạt đạo diễn, nhưng có nóc nhà ở đây rồi. Cô bé có vẻ rất tự hào về mẹ. Thì ra trước kia mẹ cô cũng là diễn viên xuất sắc nhưng mắc chứng bệnh nhập tâm quá mức. Trong một lần diễn bà bẻ gãy tay một người nên bị cấm sóng. Lúc này bà ấy đang như thế, nữ chính muốn đái ra quần, zombie hay quay phim thì cũng nằm hết ra với chị. Bác đạo phải chuyển hướng may quay rồi cả đoàn ra giữ chị lại. Cải trang mất nhiều thời gian làm nữ chính hết muốn mất giọng. Theo kịch bản nữ chính phải cầm rìu, mà giờ hai cái rìu đều ở đây. Đạo diễn phải cho người đi đặt rìu đồng thời viết giấy nhắc nữ chính. Điều đó lại tạo ra một cảnh quay khiến khán giả thót tim. Chiếc cần cầu quay phim bị hỏng, bên nhà sản xuất muốn cắt cảnh cuối. Nhưng lúc này con bác đạo đã nảy ra một ý kiến mọi người trèo lên nhau. Cô nặng mông ngã liên tục nên cảnh phim cũng theo đó dài theo. Nữ chính đuổi theo bác đạo, một nhát chém xuống là một lần ngậm vòi phun ra. Nam chính cùng đạo diễn và tất cả mọi người trong đoàn trèo lên tạo ra chiếc cần cầu cố gắng hoàn thành bộ phim. Cuối cùng buổi phát trực tiếp đã thành công tốt đẹp, tập phim cũng hoành tráng không kém, mọi người đều nở nụ cười sau những giờ cực kỳ căng thẳng. Thế mới nói phim Nhật luôn hấp dẫn phải không anh em, cách bố trí khớp nhau đến không ngờ. Ban đầu thì mang đến cảm giác một bộ phim kinh dị vụng về nhưng sau đó mới thấy được cái hay của sự sắp xếp từng tình tiết. Thôi chào anh em nhé, hẹn mọi người trong video sau trên kênh Cu Sút. Nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ nhé.